Tại buổi giao ban thường kỳ tháng 5 năm 2024 về dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên gửi lời chia buồn, thăm hỏi sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, lao động bị thương trong vụ sạt lở lán trại do mưa lũ gây ra gần đường dây 500 kV mạch 3 tại Hà Tĩnh, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công tăng cường rà soát công tác an toàn để đảm bảo thi công. Theo báo cáo của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đến nay, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 225 trên 226 gói thầu, hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng vị trí móng cột. Hai tỉnh đã hoàn thành bàn giao khoảng néo là Quảng Bình và Ninh Bình, còn 126 trên 503 khoảng néo của 7 tỉnh chưa bàn giao. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành đóng điện dự án theo đúng tiến độ, Bộ Công Thương đang quyết liệt đôn đốc đơn vị liên quan, tập trung nhân lực, máy móc thi công, sớm hoàn thành xây dựng móng cột và tổ chức thực hiện lắp dựng cột, dây dẫn theo tiến độ cam kết. Yêu cầu các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển, bàn giao đến công trường, cột thép, dây dẫn, sứ, phụ kiện, cáp quang để lắp dựng đồng bộ. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương thường xuyên báo cáo về công tác chỉ đạo thực hiện, tình hình triển khai dự án theo nhiệm vụ được giao.